Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cùng với Phương Văn theo dõi câu chuyện của bé 8 tuổi bị dì ghẻ và cha ruột của mình bạo hành và dẫn tới tử vong trong cái thời gian vừa qua. Quý vị khán giả thấy là nhiều khán giả chia sẻ với Phương Văn: Phương Văn ơi, đôi khi cái video của em lên mà chị không muốn xem và chị không dám xem, vì mỗi lần chị xem vụ bé 8 tuổi bị bạo hành đó là chị khóc và chị rớt nước mắt. Thực sự quý vị khán giả, ai xem cái hoàn cảnh của bé 8 tuổi này, thực sự ai trong lòng cũng phải rơi nước mắt quý vị khán giả. Đôi khi những người đàn ông mà họ là cứng rắn tới cỡ nào mà họ xem lại camera trong nhật ký của bé 8 tuổi này cũng phải rơi nước mắt quý vị khán giả. Thì hôm nay Phương Văn xin phép để chia sẻ lại những cái dòng nhật ký của bé 8 tuổi khi mà viết cho cha mẹ mình, hoặc là trong cái lúc mà em buồn đó em viết như thế nào. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện của bé 8 tuổi này không dừng lại ở Việt Nam, mà hiện tại báo nước ngoài giống như báo Hàn Quốc, báo Úc và các nước khác cũng đưa tin về vấn đề này. Thực sự ra cộng đồng mạng Việt Nam cũng như là các nước họ đang phẫn nộ về câu chuyện của bé 8 tuổi. Thì thử hỏi dì ghẻ này làm sao thoát được cái án tử hình quý vị khán giả. Mà người mẹ của cô Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã xin xỏ để cho giảm án con mình. Ở đây cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ, một người mẹ, một bậc phụ huynh khi con mình bạo hành người khác đến như vậy mà còn đứng ra xin xỏ, không biết xin cái kiểu gì mà bậc phụ huynh không biết dạy dỗ con mình từ lúc còn nhỏ cho tới trưởng thành và dạy cách sống và cái đạo đức của con mình không có, cho tới ngày hôm nay thì Nguyễn Võ Quỳnh Trang mới ra tay tàn bạo với một đứa bé 8 tuổi mà con của người tình. Thì quý vị khán giả đã thấy là 2 tuần trôi qua kể từ khi vụ bé 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị dì ghẻ bạo hành dẫn đến tử vong đó. Nhưng mà dư luận chưa có thể nguôi ngoai được quý vị khán giả, những kẻ thù ác vẫn chưa nhận được mức án xứng đáng nhất. Đông đảo dư luận khắp đất nước cũng như là ở thế giới đang hướng về bé Vân An, mong công bằng cho bé và cũng mong là những người phạm tội sẽ sớm bị xử lý thích đáng nhất. Và quý vị khán giả thấy trên mạng xã hội không khỏi xót xa, không khỏi xót xa khi mà bé viết nhật ký được cho là của bé. Theo đó là cộng đồng mạng dự đoán đây là chữ viết của bé. Trong dòng nhật ký mà bé viết cho mẹ trước khi qua đời, quý vị khán giả thấy là quá đẫm nước mắt, quá đau xót. Phương Văn trước khi chia sẻ video này, Phương Văn đã đọc vài lần, mà mỗi lần đọc thì cảm thấy nghẹn lòng. Cho nên là khi mà chia sẻ quý vị khán giả thì cố gắng kìm nén được cái cảm xúc của mình. Trong nội dung nhật ký của bé Vân An viết là nhớ mẹ và cho biết là bố cấm không được gặp mẹ. Và bố nói với bé Vân An là mẹ không còn thương con nữa. Thực sự ông Nguyễn Kim Trung Thái này, ông tội ác quá đầy đầu. Ông phụ bạc vợ con đi theo, người tình đi theo vợ bé, mà hiện tại là còn nói xấu lại mẹ là mẹ không thương con. Bởi vì ông đổ lỗi cho mẹ của bé Vân An là hàng trăm hàng ngàn lý do để ông tách rời bé Vân An và mẹ. Trong nhật ký còn tiết lộ người bố nói dối là mẹ đã hết thương con rồi. Ông nói làm chi vậy? Đó, ông chia rẽ tình cảm, đã ông chia rồi, ổng còn một đứa con trai nữa mà ổng không hề thương bé hả sao? Ổng chia rẽ tình thương và đồng thời cũng không cho chị em để gặp nhau, mẹ con gặp nhau. Ông Nguyễn Kim Trung Thái này, ổng ác tội, ổng đầy đầu. Cũng như những cái tình tiết mà trong cái mẫu giấy bé An viết á, là thường xuyên bị mẹ kế đánh đập quý vị khán giả. Đây là cái mẫu giấy mà viết nhòa hay quý vị khán giả cho rằng là chữ viết của bé An. Trong nhật ký bé An viết như thế này, Phương Văn xin phép đọc lại. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Ba Thái nói con là không được gặp mẹ nữa, nếu ba bắt gặp thì sẽ cho dì ba đánh con. Nói mẹ hết thương con rồi phải không ạ? Xin lỗi quý vị khán giả, Phương Văn đọc rất là nhiều lần mà mỗi lần đọc tới
cái đoạn này không không có kìm được cái cảm xúc của mình, quý vị khán giả. Thực sự quá đau lòng khi mà nói là mẹ không còn thương con nữa, và nếu mà cho gặp mẹ thì để cho mụ dì ghẻ này đánh con đó. Nếu mà làm chi mà nó quá chị ác độc. Quý vị khán giả thấy ông Nguyễn Kim Trung Thái này, ông ác vô cùng, đã không cho gặp rồi mà nói là nếu mà gặp thì để cho mụ dì ghẻ đánh con. Như vậy ông có tàn nhẫn, quá tàn nhẫn với con mình, chia cắt cái tình cảm và đồng thời gieo cái tiếng ác cho là vợ mình nữa. Trong khi đó vợ mình là lo cho con cái mình, còn người tình có lo đâu. Còn trong nhật ký thì bé Vân An biết á, viết á, là cô Trang bắt con làm suốt và hay la mắng con và đánh con nữa mẹ ơi. Mấy hôm nay tới khuya cô Trang bắt con kéo bịch rác ra kho để mà nó nặng, con sợ ma lắm, con chỉ muốn về ở với mẹ thôi. Đó là những cái dòng mà bé Vân An viết cho quý vị khán giả trong nhật ký. Có thể thấy bé Vân An có vẽ một bức tranh về mẹ qua nỗi nhớ của mình. Qua những hình ảnh này chúng ta phải nói là quá đau, đau tới tận tim quý vị khán giả. Trong trang nhật ký, ngay khi chia sẻ trên cộng đồng mạng thì là nhiều người nghẹn ngào, xúc động, cũng như là Phương Văn như vậy, xót xa cho nỗi cô đơn của bé 8 tuổi khi sống trong cảnh bị đánh đập hành hạ của mụ dì ghẻ và người cha vô tâm của mình. Quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của bé An này xuất hiện trên đài truyền hình Pháp, Hàn Quốc, Úc và nhiều kênh truyền hình khác ở thế giới cũng quan tâm về vấn đề này. Hiện tại thì người cậu ruột của bé An cũng có nhiều chia sẻ với báo chí và bày tỏ cái cảm xúc là quá thương tâm cho cháu gái của mình. Anh Vinh cho biết là mẹ ruột của bé An hiện tại là đang rất là suy sụp, chưa có thể gượng dậy nổi sau nỗi mất mát quá lớn này. Quý vị khán giả phải nói là quá suy sụp luôn. Nguyễn Võ Quỳnh Trang này với ông Nguyễn Kim Trung Thái thì công an thành phố đang thụ lý hồ sơ để điều tra khởi tố hai cái người này. Nhưng mà cộng đồng mạng chia sẻ là mong muốn hai cái người này phải là có những cái hình phạt mà cao nhất, đó là tử hình quý vị khán giả. Mới vừa cho tội những con người mà ác độc như thế này quý vị khán giả. Thực sự ra là đọc những cái dòng nhật ký đó, quá đau xót, chua cay cho một người mà mẹ mà không có thường xuyên gặp được con của mình quý vị khán giả. Quá đau lòng. Và sau đây là có bốn đoạn mà bé Vân An viết cho rằng là khi mà bé trước khi mất đó, thì có những cái mẫu giấy này viết này như sau nha các bạn. Mẹ và em có khỏe không? Mẹ và em đừng lo cho con vẫn khỏe, ba và dì thương con lắm. Đó là mẫu thứ nhất. Mẫu thứ hai, con có làm gì sai không mà đánh con nhiều vậy? Ba ơi, con đau lắm. Mẫu thứ ba, mẹ ơi, con nhớ mẹ và em, con muốn được mẹ ôm ấp, con đau lắm, mà thôi giờ này mẹ phải chăm em. Mẫu thứ tư, đau bao nhiêu con cũng chịu được, con chỉ muốn được về với mẹ và em. Ước gì Tết này dì Trang cho con về với mẹ và em. Quý vị khán giả thân mến, đôi khi đọc những cái dòng nhật ký như thế này thật sự là quá thương tâm. Chúng ta là người phụ nữ đã từng làm mẹ, chúng ta cũng hiểu được cái nỗi đau của một đứa con mà còn bé bỏng như vậy, cần bàn tay của mẹ che chở và gần gũi chăm sóc, âu yếm thương yêu. Nhưng mà bị chia cách như vậy, cái người cha này phải nói là quá tội lỗi, vô tâm vô can. Nhiều lần mẹ của bé Vân An đến gặp mà không cho gặp quý vị khán giả. Và đâu có phải là luật pháp nào mà khi mà vợ chồng chia tay mà không cho gặp con đó. Nhưng mà cái ông Nguyễn Kim Trung Thái này, ổng là vừa độc tài mà vừa vô dụng. Tại vì đâu có biết bảo vệ con mình cho đến là giây phút cuối đời, trong 4 tiếng đồng hồ đánh đập con như vậy. Và hơn thế nữa, trong suốt thời gian dài ở dưới là cha ruột của mình, ông Nguyễn Kim Trung Thái không hề quan tâm tới con, mà còn làm ngơ để cho cái mụ dì ghẻ đánh đập con mình suốt thời gian dài. Và cấm đoán không cho gặp mẹ mà gieo tiếng ác trong đầu của bé nữa, nói là mẹ không còn thương con nữa. Cho nên là cái điều đó thấy quá ác không? Đã đi tới với người tình mà là làm ngơ cho người tình đánh con mình vậy, không biết kêu ai và không biết nhờ vả vào ai. Cuối cùng con bé chết tức tưởi trong 4 tiếng đồng hồ. Nguyễn Võ Quỳnh Trang lột quần lột áo con nhỏ ra để đánh con người ta mà không cho mặc quần mặc áo nữa. Quý vị khán giả thấy ác tới
tới tới mức độ đó, mà trong khi con mình đã chết rồi, mà cái ông Nguyễn Kim Trung Thái này là ổng chạy tội, ổng bảo vệ cái con vợ bé của ổng để là xóa những cái dữ liệu trong camera đó quý vị khán giả. Thấy ổng không biết bảo vệ con mình mà ổng bảo lo, ổng bảo vệ người tình cho đến giây phút cuối cùng luôn quý vị khán giả. Còn con mình thì ổng bỏ lơ. Kính thưa quý vị khán giả, cũng câu chuyện cách đây một vài năm trước đây, quý vị khán giả cũng từng nghe là bé Nhật Linh bị sát hại tại Nhật gây phẫn nộ vụ bé 8 tuổi. Mẹ của bé Nhật Linh cũng chia sẻ về vấn đề này. Thì mẹ của Nhật Linh cũng là hết sức là đau xót khi mà con bé Nhật Linh bị sát hại tại Nhật đó quý vị khán giả. Thì cũng bày tỏ là nói bố đẻ còn ác độc hơn mẹ kế. Mẹ Nhật Linh cho rằng là ông Kim Trung Thái còn ác độc hơn mẹ kế, ác độc hơn con mụ về ghẻ. Dù sao đi nữa là cũng máu mủ ruột gà với mình, với chị, với người cha, nhưng mà ổng làm lơ để cho người mụ về ghẻ này phải là bạo hành con suốt thời gian dài như vậy. Thật sự ai cũng phẫn nộ. Khi mà cơ quan điều tra đã phục hồi những cái dữ liệu trong camera đó các bạn, dì ghẻ tra tấn như thế nào và lột quần lột áo con nhỏ là đánh mà không có còn cái gì mà tha thứ nổi hết trơn. Cho nên những cái bằng chứng này không thể nào mà chối cãi được những cái hành vi mất nhân tính của Nguyễn Võ Quỳnh Trang và ông Nguyễn Kim Trung Thái. Lo bảo vệ người tình ngu si, úp mặt, cho nên là không biết bảo vệ con mình tính đánh như vậy mà bây giờ còn xóa dữ liệu để bảo vệ người tình. Rõ ràng là những cái hành vi này, hai người này là cấu kết với nhau để là có cái hành vi giết người đó. Khi mà bé mà tra tấn đến như thời Trung Cổ như vậy, bao nhiêu đòn roi dã man đã trút hết lên con bé 8 tuổi như vậy quý vị khán giả, thấy là không thể nào tha thứ được rồi. Mới đây thì mẹ của bé Nhật Linh, một cô bé bị sát hại tại Nhật đó quý vị khán giả, cũng có sự đồng cảm sâu sắc với gia đình và chia buồn với bé, gia đình bé Vân An. Đã 5 năm rồi các bạn, kể từ khi Nhật Linh ra đi tức tưởi, nỗi đau trong lòng của người mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai. Thế nhưng cũng về vết thương lòng, cũng vì cái vết thương lòng quá đau, cho nên là đã từng mất con, chị rất là nhạy cảm về vụ trẻ em bị mất tích hay là bị bạo hành. Tới ngày hôm nay thì chị xót xa, xen lẫn phẫn nộ, chị viết như sau: nhìn tấm ảnh của bé Vân An, lúc cuối đời người ta chụp lại, nhìn những vết thương vằn vện trên thân thể của bé nhỏ, thật sự quá đau xót vô cùng. Và tôi lại nhớ đến con tôi, Nhật Linh. Tại sao trên đời này lại có những loại người ác quỷ độc ác như thế? Ông Nguyễn Kim Trung Thái còn độc ác hơn cả mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang, vì Vân An là con gái, là máu mủ của mình, là con do ông Thái đẻ ra mà. Tại sao ác như thế? Người dân nước lã, người ta còn xót xa, tại sao người làm bố lại khốn nạn như vậy? Cực lực lên án tội ác, tội phạm hãm hại trẻ em, căm thù lũ bất nhân hãm hại trẻ em. Những kẻ hãm hại, sát hại trẻ em cần phải có hình phạt thích đáng để làm gương cho những kẻ có ý đồ phạm tội khác. Đây là những cái lời mà mẹ của Nhật Linh đồng cảm viết chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình quý vị khán giả. Trước đây thì vụ án của bé Nhật Linh cũng tại Nhật để cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ về những người đã là gây ra cái chết cho bé Nhật Linh. Phải nói là quá thương tâm. Tới ngày hôm nay thì câu chuyện của bé An tại thành phố Hồ Chí Minh lại dấy lên những cái phẫn nộ trong cộng đồng mạng cũng như là quốc tế. Những bài báo đã chia sẻ, những tiếng nói được cất lên từ cộng đồng sẽ góp phần thúc đẩy nhanh hơn nữa trong quá trình điều tra, kết án của cơ quan chức năng. Đồng thời hy vọng rằng sự lên án mạnh mẽ của dư luận, của cộng đồng, của chúng ta, sự nghiêm minh của pháp luật, sẽ chẳng có bất kỳ một đứa trẻ nào bị bạo hành nữa, bị đánh đập đến mức phải chết oan uổng như thế này nữa. Quý vị khán giả thân mến, qua cái câu chuyện của bé 8 tuổi này, những người trong cuộc quý vị khán giả thấy là cũng vô cùng phẫn nộ về phía bà ngoại của bé, về phía bà nội của bé Vân An, cũng như là cái bậc phụ huynh mẹ ruột của cái cô Nguyễn Võ Quỳnh Trang như vậy đó quý vị khán giả. Hai bậc phụ huynh này đều làm lơ, không hề xót xa mà họ chỉ là lên tiếng để binh vực con họ mà thôi. Những hình ảnh mà tới nhà của bà nội làm lơ quý vị khán giả, thật sự quá đau xót. Không biết phải là có phải là cháu ruột của mình hay không,
mà bà nội làm lơ, nói những câu hết sức là vô tình giống như là người dân nước lã và không có quan tâm gì tới cái việc mà nỗi đau của người mẹ, đó là mẹ của bé Phân An, mà chỉ binh con trai mình những cái hành động giả mang rợ như vậy mà vẫn còn binh con trai mình. Nếu mà công bằng mà nói là chúng ta là người, bà nội cũng là con người chứ không phải là đội lớp thú giống như con trai của mình. Cho nên là không nên binh con trai mình mà để cho cộng đồng mạng lên án như vậy. Đó. Binh cái gì nữa? Bây giờ hành động giả mang như vậy mà còn ra là binh thế nào? Còn con mẹ của Nguyễn Võ Quỳnh Trang đứng ra xin tội, giảm tội cho con mình. Thương quá quý vị ơi, cái nỗi đau mà người mẹ của bé Phân An gục ngã, không có thể nào mà đứng dậy nổi trong cái thời điểm này. Cho nên có những luật sư đã lên tiếng đứng ra bào chữa và giúp đỡ cho bé Vân An miễn phí quý vị khán giả. Và hiện tại thì dù cho có luật sư hay không có luật sư đi nữa thì chúng ta thấy là pháp luật cũng trừng trị thích đáng hai con người thú đội lớp người này, một người cha ruột và dì ghẻ. Cái ông Nguyễn Kim Trung Thái này là ổng ngu si ngu muội. Trước đây, ổng cũng từng là một người đàn ông chuẩn mực của gia đình, lo vợ con, có nhà, có cửa, tài chính, kinh tế, ổn định. Thế rồi, con Nguyễn Võ Quỳnh Trang là một con người mà cha mẹ không có dạy dỗ cho nên đi lấy chồng người ta, rồi đang tâm ác độc. Mà trong khi đó, ông Nguyễn Kim Trung Thái, ổng ngu muội, ngu si đến nỗi mà ổng không còn nhân tính, không biết bảo vệ con mình. Khi con bé Vân An khóc hoặc là nó đau đớn như vậy, bị người... tình của mình hành hạ mà ông Nguyễn Kim Trung Thái vẫn vô tư, vô can, không bao giờ hỏi thăm con cũng như là binh phục con hoặc là có những lời mà cản ngăn Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Quý vị khán giả, ổng còn hợp tác mà. Đó, tới khi mà con bé đã qua đời, vậy mà ổng còn bình tĩnh để ổng xem lại camera những cái đoạn nào ổng sợ liên lụy tới pháp luật cho nên ổng xóa, hồng ổng bảo vệ cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Quý vị khán giả, phải nói là quá phẫn nộ, hai con người chết xuống địa ngục 9 tầng không đào thai nổi. Quý vị khán giả, quá phẫn nộ. Thôi thì Phương Văn xin phép chia sẻ đôi lời trong cái video này nói về dòng nhật ký của bé Vân An ghi lại. Thì mong quý vị khán giả nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để tiếp tục theo dõi câu chuyện tiếp theo nha quý vị khán giả. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Mong mọi người hãy lên án mạnh mẽ những con người như thế này để cho cộng đồng mạng biết, và đó là những cái hành vi tội lỗi phủ đầu của họ. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.